Chào các bạn nhé, các bạn đã quay trở lại với kênh Chín Chín Sáng Tạo. Hôm nay Chín Chín Sáng Tạo sẽ làm cái giá bằng ống nhựa PVC nhé, cái giá để đồ các bạn nhé. Thì đây là cái nguyên liệu mình đã làm xong cái giá để đồ của ống nhựa PVC rồi. Các bạn cùng theo dõi mình làm nhé. Thôi đừng nghe nhé.
giá được ấy. Anh chỉ bán nhựa. Ừ, làm cái giá là được cái mũ đen. Nặng.